Chào các em nhỏ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu một cuộc phiêu lưu vui nhộn để khám phá về một loài động vật dễ thương và đáng yêu. Đó là con thỏ. Con thỏ không chỉ là một loài động vật nhỏ xinh mà còn mang đến nhiều điều thú vị về cuộc sống và tính cách đáng yêu của chúng. Con thỏ thường có đôi tai dài, đôi mắt to tròn và bộ lông mềm mại. Tai thỏ rất nhạy và chúng có thể xoay 180 độ. Điều này giúp chúng định vị chính xác vị trí phát ra âm thanh. Tai thỏ không chỉ dùng để nghe mà còn giúp chúng hạ nhiệt khi trời nóng. Với đôi mắt được đặt xa nhau, thỏ có thể dễ dàng nhìn thấy những gì diễn ra ở phía sau chúng. Mũi của thỏ do 1 triệu tế bào nhỏ hợp thành, vô cùng nhạy bén. Nó không ngừng hít mũi, bất cứ mùi nào dù nhẹ đến mấy nó cũng có thể ngửi thấy. Râu của thỏ giống như anten quan trọng, nó thông qua râu để nhận định xem xung quanh mình có những vật cản nào không. Có nhiều loài thỏ khác nhau, từ thỏ nhỏ như thỏ lùn cho đến thỏ lớn như thỏ rừng. Mỗi loài đều có những đặc điểm riêng biệt và sống trong môi trường khác nhau. Thỏ nhà yếu hơn thỏ rừng và khi mới sinh ra thì không có lông và không mở mắt. Còn thỏ rừng khi sinh ra thì nói chung đã có thể mở mắt và mọc lông khá đầy đủ. Thỏ nhà sống trong các hang dưới đất, trừ thỏ đuôi bông, trong khi thỏ rừng lại làm tổ trên mặt đất và không sống thành đàn, bao gồm thỏ đuôi bông. Ngoài ra, thỏ rừng lớn hơn thỏ nhà, tai cũng dài hơn và bộ lông có đốm đen. Thỏ rừng không được thuần hóa trong khi thỏ nhà được xem như thú nuôi. Thỏ chủ yếu ăn cỏ và lá cây. Cà rốt và củ cải là thức ăn yêu thích của thỏ. Răng của thỏ rất khỏe và chúng không bao giờ ngừng phát triển để có thể ăn được thức ăn khá cứng như cỏ. Răng cửa của thỏ là 2 cái mọc song song nhau, răng trước sau mỗi thứ có 2 cái, tổng cộng có 26 cái răng. Thỏ thường là loài động vật nhút nhát và cảnh giác. Khi cảm thấy bị đe dọa, chúng có thể chạy nhanh để tìm nơi trú ẩn an toàn. Thỏ có khả năng nhảy và chạy rất tốt, giúp chúng tránh được kẻ săn mồi. Đôi chân mạnh mẽ giúp thỏ có khả năng di chuyển nhanh chóng và linh hoạt. Khi thỏ hạnh phúc, chúng sẽ nhảy cẫng lên. Một số loài thỏ đang cần được bảo tồn do mất môi trường sống và sự săn bắn quá mức. Việc bảo vệ môi trường tự nhiên là quan trọng để giữ cho thỏ có nơi sống an toàn. Vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá về con thỏ, những sinh linh dễ thương và đáng yêu. Hy vọng rằng cuộc phiêu lưu này đã mang lại cho các em niềm vui và kiến thức mới về thế giới tự nhiên xung quanh chúng ta. Hẹn gặp lại các em ở những cuộc phiêu lưu sắp tới.